Ủa bánh cũng đẹp chứ. Hello mọi người nha. Cả thế giới giờ giờ sức khỏe nha. Hôm nay bắn đắt nha. À, quý làm tóc xong rồi, quý cảm giác sao? Chồng muốn chồng thuận mê lại chưa? Ừ, cắt cho nó kỹ lưỡng. Nó không có tóc bạc, thấy nó chạy chung lại. Nó không thấy tóc bạc, thấy nó chạy chung. Đây là mọi người nha. Chị Hoàng ơi, quý có cúng cho chị Hoàng nha. Dầu dầu sức khỏe nha, gia đình mua mai bán đất nha. Quý ở nhà có cúng cho chị Hoàng nè. Cúng cho toàn thể thế giới luôn. Dạ luôn. Quý cúng cho chị Hoàng là gia đình dầu dầu sức khỏe mua mai bán đất luôn. Rồi cả thế giới luôn. Dầu dầu sức khỏe luôn, mua mai bán đất luôn, cả thế giới luôn. Kiểu này đẹp quá à. Anh hất tóc là anh mê luôn á. Chứ đừng nói tới rồi, anh thuận. Rồi cái này chúng sao còn rồi. Cắt tóc là chúng sao còn rồi. Có mua giấy số không chú? Có, hai tờ. Giấy chúng đi đi chơi. Chúng đi đi chơi nữa. Mọi người chúng thấy nó quý có đẹp không? Mình không có con cá ăn là đi chơi rồi. Không có con cá gì hết. Có thì đi du lịch luôn. Ăn rồi chơi không à mọi ăn người? Ăn chơi không? Mai mốt thì khó, kia trẻ thì sướng, mai mốt già không có con nuôi là khổ. Bây giờ không có con không từng biết lắm. Nhưng mà bây giờ chơi sướng này cái đã à. Bây giờ trước mắt sướng nha, có con nha, đi chơi đi ăn nha. Mai mốt có già là khổ nha. À, làm tóc xong rồi dắt thuận dắt chị ba chồng chị ha, coi chị thử là chồng chị có bất ngờ không? Nay làm đẹp cho quý nha. Nãy anh hớt tóc ảnh khen quá trời rồi, khen quý đẹp gái. Ê mắc ơi quá à. Người bị khùng nữa. Người bị khùng nữa. Người bị khùng nữa. Quân Minh khen mà. Vũ kèo. Hãy lo nha, cả thế giới giàu giàu sức khỏe nha. Cả thế giới muôn mai bán đắt giàu giàu sức khỏe cả thế giới. Giàu giàu sức khỏe cả thế giới muôn mai bán đắt. Quý cũng Quý ơi, nhìn quý giống như Lưu Đức Hòa quá à. Chứ quý muốn giống ai? Không giống ai hết. Bây giờ có tiền là mừng lắm rồi. Bây giờ mình cũng già lớn tuổi không có đi làm được. Có tiền là đẹp rồi. Có tiền ăn chơi là đẹp rồi. Bây giờ tiền là nhất. Mình đã già rồi, đã lớn tuổi rồi, không có làm được gì hết rồi. Bây giờ chúng số mình ăn đi chơi. Dắt qua chồng Thuận coi thử chồng Thuận có ăn với chơi không. Thuận ơi ăn cơm chứ gì. Thuận không bỏ. Thuận nói bỏ chị em rồi. Nó đây cho Mũng Cầm rồi. Tặng vàng cho Mũng Cầm nữa rồi. Quý Khen nha. Ổn chồng Ổn ơi. Quý Khen nha. Hôm qua vợ dòm được chồng tặng vàng cho 892 rồi. Cho 892 năm sĩ nữa Quý Khen nha. Quý Gia quả Quý giết chết Ổn tạ axit luôn. Chém chết luôn, cho ác xít luôn. Tặng năm sĩ tặng vàng nữa. Trời ơi, coi quý coi quý bộ vợ coi vợ buồn quá à. Không ăn được vô cái chén nè. Không uống nước vô luôn nè. Trời ơi, cầm cái đó không ngủ được nguyên ngày luôn. Nguyên đêm mất ngủ luôn. Chồng ơi, một bé da quay kém chồng. Bút ra một bé này nó chưa quen, nó chưa có con nếp, nó chưa được. Sức kèo à? Ừ. Nếu mà chị muốn bút như thế này thì khỏi rồi. Phải có sáp 14 mới được. Thì tại mình muốn để máy. Mình cần sáp chị nó chị muốn vuốt qua vuốt không không để. Để nó tự nhiên. Bây giờ lớn tuổi à, để nó tự nhiên. Hôm qua vợ coi. Lớn tuổi rồi. Đi chơi nhiên. Thì mình làm thôi. Không đi chơi thì mình... để nó tự nhiên. Á à, nhìn đẹp ghê trời. Nhìn nhìn quý đẹp lão ghê trời. Một lát quý giao với chết chồng nha. Hôm qua nguyên ngày không ngủ được luôn. Bao nhiêu ngàn? Xong rồi à, trả tiền luôn rồi. Nguyên ngày không ngủ được nha chồng Trần nha. Cảm ơn chị Tammy Kali nha. Quý cảm ơn chị Tammy Kali nha. Tài trợ cho quý làm đẹp nha. Chúc gia đình giàu giàu sức khỏe nha. Muôn mai bán đắt nha. Giàu giàu sức khỏe nha quý người qua. Ok xong rồi hả? À, dạ. Đó cái nướng đó là nướng dầu thơm á, sức lên là lát hồi chồng ngửi là chồng thích rồi. Mổ được không? Nâu được không? Đấy, tóc bạc rồi đó, trẻ rồi. Trẻ 8 tuổi rồi. Trẻ 8 tuổi rồi. Ông ấy 38 tuổi, bây giờ xuống cái 30 tuổi. Và cái nửa và cái 2 tiếng này là trẻ 8 tuổi rồi.
họ lại quý 38 tuổi, bây giờ nó trẻ 8 tuổi, còn 30 tuổi. Chiều nay thu chết luôn, 6:30 là thu chết luôn. Bữa hổm cho 38 cũng thu chết mẹ rồi. Bữa hổm cho 35-38 là cả thế giới thu chết rồi. Bữa nay cho 30 là thu chết luôn. 30 con gì quý? 30 là con cá. Sao không cho 31? Cá là có nước là cái tiền, quý là con cái không phải là con trai. Cá đó là có nước là cái tiền, bữa nay là thu chết luôn, cả thế giới thu chết luôn. Bữa hổm cho 35-38 cả thế giới thu chết. Bữa nay cho 30 con cá nữa thu chết luôn. Hai tiếng là trẻ 8 tuổi rồi, thấy lòng mọi người. Hồi nha. Nãy hơn chừng có nói chuyện với anh chủ salon này nè, anh nói á, ở đây cần tuyển người, quý muốn làm ở đây không? Dạ không có làm được, còn chết ở đây luôn. Quý còn căn nhà, quý không muốn chết sớm. Trời, tại vì mình biết mình ra có bệnh rồi, không có đi làm được. Chết sớm ảnh hưởng phải không? À, mình còn nước anh, mình phải lo anh nữa, lo nhà cửa nữa, mình còn căn nhà, lo nhà cửa. Yêu cầu bệnh tùng quân, cho quý ăn hai bữa cơm là được rồi. Quý đầu quan không cờ bạc, không mua lẻ gì hết luôn. Cho hai bữa cơm là được rồi. Rồi mà Yến Đức Tôn được không? Nha. Chị Hoàng, chị Loan nha, chị Yến nha, anh Long Mạnh Lĩnh nha, cả thế giới luôn nha. Chị ăn hai quý bữa hỏi cơm thử rồi. Mấy ảnh quý coi còn đẹp gái trẻ thêm mấy tuổi nữa không? Người ta đâu biết hỏi, người ta đâu chả biết trả lời. Tới khi mà nó khen quý đẹp rồi, hỏi cũng như không mà quanh quanh quanh. Tự nhiên hỏi mà quý giờ hỏi kiến là xấu quắc rồi, coi kìa xấu quắc rồi. Em là mới đẹp nè, em nó mới đẹp kìa. Hỏi giờ tự nhiên không. Mọi người có mọi vẻ đẹp khác nhau, người ta là đẹp trẻ, quý là đẹp lão, hiểu không? Nói quanh quanh nghe nè, bây giờ đi lâu tiễn người nó cũng tiễn trẻ, trẻ chung 18 là nó mê liền 18-20, còn cái nào ai mà tiện làm việc nhà thôi, dọn dẹp việc nhà thôi. Ai là tiện quý là dọn dẹp việc nhà, giặt quần áo, cơm nước, cơm nước cũng cầm kìa, 892 kìa, cơm nước, dọn dẹp quần áo, cơm nước. Ai đi chỉ phát kìa, đi chỉ phát luôn anh, bị đi lui kìa, đi á, đi á, chỉ phát là cái này là chỉ là chọn quý là dọn dẹp nhà cửa, có quần áo thôi. Bây giờ chín lắc à? Hả? Hãy nồi sọ à? Hãy nồi sọ à? Sao đầy ra? Sao đầy ra? Sao đầy ra? Thôi về đi, về quý. Sao đầy ra? Trả tiền chưa? Trả tiền rồi. Ở quên chưa? Cảm ơn nha. Quý trả đi. Ông quý là chỉ là giúp việc nhà thôi. Rồi, cảm ơn nha. Cảm ơn nha. Cảm ơn lắc nha. Cảm ơn nha. Chị có tiền chị cho nhiều rồi. Cảm ơn nha. Tôi mà có tiền là tôi sẽ phải cho nhiều rồi đó. Giờ chờ quý có rồi. Tiền là 8 sĩ rồi đó. Thiệt. Cho 8 sĩ rồi. Chị cảm ơn nha. Trẻ 8 tuổi á, 2 tiếng là trẻ 8 tuổi rồi. Hello nha. Chiều nay là thu hút cả thế giới luôn nè. Cá 30 nha. Trẻ 8 tuổi là cá 30 nha. Rồi đánh 30 nha. Lá 30. Lá 60. Rồi chiều nay tôi chết mẻ luôn. Bữa nay 2 tiếng quý trẻ 8 tuổi rồi. Chiều nay lá 30-60. Chiều nay thua chất mẻ luôn. Cá có nước là có tiền. Quý nói à, ta nhìn quý quá trời. Tại vì trẻ 8 tuổi rồi. Quý chào hết rồi mọi người nha. Cả thế giới nha, giàu giàu sức khỏe nha. Buôn mai bắn đắt sức khỏe giàu giàu nha. Đi đâu đây quý? Giờ làm đẹp rồi, bây giờ mình đi đâu? Bây giờ 892 hối là Trà Châu, 6-7 kiều ra Bà Châu tính tiếp. Sau điện cho Thuận ơi, anh Thuận kêu qua bên Dạnh Hành Môn. Bây giờ ra 892 chứ đi, tụi nó ngồi Trà Châu rồi kìa. Đâu có, kêu bên Dạnh Hành Môn gì kìa. Chị cảm ơn ha. Điện chị Thuận chị ơi. Chị có tiền để chị cho nhiều. Rồi để chị trúng số đi. Chị trúng số đi, chị muốn kêu mấy người lại làm cho. Chị trúng đi, chị kêu mấy người lại làm cho. À, chị cho mấy người lại làm cho. Bao à, quỷ. À, quỷ giữa cho. Mọi người kiếm chén cơm mà. Mọi người kiếm chén cơm. Nhớ lại bò cho ảnh ra ngoài nha quý. Đợt này chưa có bò đó. Quý cho nhiều luôn á. Quý là cho nhiều luôn á. Giá chiều cho đi trúng đi. Quý hỏi ảnh có người yêu chưa? Có vợ rồi. Ta đẹp trai muốn có người yêu. Trời ơi, nó đẹp trai với sao không có người yêu. Có vợ rồi. Trời đẹp không có người yêu. Họ nói quý xấu còn có người yêu, nó đừng có nói người đẹp trai. Người Việt lấy vợ sớm lắm. Người Việt lấy vợ sớm lắm, 18-20 là lấy vợ chồng con rồi. Còn người qua? Người qua là trẻ trẻ lắm, 20 mấy.
Giờ nó bắt máy quý rồi kìa. Không phải không bắt máy, mà cái mạng trong chồng nó yếu. Quý lắc quậy lại sao rồi. Quý khuất quậy lại sao. Đây để điện nha. Mạng trong chồng nó yếu á. Người Việt á, 18-20 lấy vợ chồng con rồi. Người qua là trẻ lắm. Đẹp trai quá mà không có vợ. Chị cảm ơn nha. Dạ. Bây giờ ra chị Châu đi. Hello mọi người nha. Chị đây quạt nè. Thôi. Đây nè, nhắn tin cho con Trần là nghe thử rồi. Đâu biết chữ đâu. Nói gì ra? Ghé yeah, dạng hành mòn. Thì đứng nó ngoài đâu biết quên mình rồi. Em có cúng cho chị Hoàng này nha. Ba đây nhắn tin nè. Vợ bên dặn hành mòn nè, quên bệnh đi, quên bệnh này con. Quên bệnh đi đâu quý đi đâu. Hello mọi người nha. Giờ con Trần chở quý đi vô khách sạn cho cho chị quý đi bán xà lông cho anh Thuận. Bán xà lông nha, ốp nha. Hôm qua coi được ốp cho chàng nha. Tự nhiên có xe đó quý mua chiếc mô tô đẹp nè quý. Quý ngồi quý nhổng phô câu lên. Vậy thôi đi nha mọi người. Qua anh Bảnh có gì vui không chừng quay clip ha. Chúc mọi người dồi dào sức khỏe nha. Em cảm ơn chị Tommy Kali. Đây bên quận 11. Giờ chạy về hướng quận 10 ha.